Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cá con Đinh Văn Nơi vơn cung đám cá mập dữ, hăng quá thì ngã như người say. Với con mồi thì Đinh Văn Nơi là cọp dữ, nhưng trên bàn cờ chính trị Đinh Văn Nơi chỉ là một tỉnh ủy viên nhỏ nhoi. Nhờ hăng say quá mà Đinh Văn Nơi đã trở thành công cụ lợi hại cho ông Tô Lâm. Đây là một thuận lợi, cũng là bất lợi đối với ông Nơi. Nếu quá hăng, bắt không nói nhiều thì ắt có thành tích, nhưng chuốc lấy oán thù không ít. Ông Đinh Văn Nơi là mẫu dũng tướng, thích lập công nên ông ta không ngán ngại sông pha, hốt những con cá mập trong trò chơi chính trị. Tội phạm hình sự thông thường đối với Đinh Văn Nơi là nhỏ như cái móng tay. Việc ông tóm cổ, tóm sư tử, tóm báo vân vân, và ông Tô Lâm cũng nhờ ông Đinh Văn Nơi chỉ có thể như thế. Là một tỉnh ủy viên mà tham gia trò chơi của những cá mập tại Bộ Chính trị, thì xem ra ông Nơi đang bơi cùng cả đám cá mập dữ, chứ không phải là bơi cùng đám cá con đồng hạng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trùm của những ông trùm. Ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, mà bơi cùng bảy cá mập dữ cũng phải mất mạng. Trong khi đó, Đinh Văn Nơi lại chỉ là tỉnh ủy viên nhỏ bé. Trong cuộc chơi của những con cá mập, người ta cần những lưỡi dao sắc lẹm như Đinh Văn Nơi để ra tay diệt gọn đối phương. Và trong đợt bố giáp bắt ông Đỗ Hữu Ca cho thấy lưỡi dao Đinh Văn Nơi sắc như thế nào. Như bài báo trước, tờ Thời báo .d đã nhắc đến tên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ thị này không cho phép công an theo dõi, bắt bớ đảng viên cấp cao. Vì thế, để bắt được quan chức thì trước hết đảng phải khai trừ người đó và làm phó thưởng dân đã, thì công an mới có thể ra tay. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Đỗ Hữu Ca bị ông Đinh Văn Nơi tóm, trên vai ông này vẫn còn đeo quân hàm tướng và trên tay thì vẫn cầm thẻ đảng. Như vậy là Đinh Văn Nơi đã đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Trong trò chơi này có vẻ như ông Tô Lâm đang đẩy Đinh Văn Nơi vào vòng nguy hiểm. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm không cho lính của Bộ Công an bắt tướng Đỗ Hữu Ca mà lại chỉ phối hợp với ông Đinh Văn Nơi tại Hải Phòng? Nhiệm vụ của Đinh Văn Nơi là bắt, còn nhiệm vụ của Bộ Công an khá mờ nhạt trong trường hợp này. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cũng mang rất nhiều tai tiếng. Có ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm yêu cầu khai trừ ra khỏi đảng và tức quân tịch của tướng Đỗ Hữu Ca rồi mới bắt, làm như thế thì ông Đỗ Hữu Ca sẽ có thời gian để đối phó. Cần bắt nhanh thì ông tướng công an này trở tay không kịp, mà bắt nhanh thì vướng phải chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, nên ông Tô Lâm dường như đã xúi cho Đinh Văn Nơi ra tay. Thay vì Bộ Công an phải ra tay, tức là ông Tô Lâm phải ra lệnh bắt. Nếu Bộ Công an mà ra tay thì sau này, nếu bên thua hôm nay lật kèo thì sẽ có quy trách nhiệm cho ông Tô Lâm. Chính trị là trò chơi khó đoán và rất khó lường. Hiện nay, phe Nguyễn Phú Trọng đang mạnh, ông Tô Lâm thì đang hét ra lửa, vòng Đinh Văn Nơi bách chiến bách thắng. Tuy nhiên sau này, trật tự đổi thay thì chính việc đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị hôm nay, nó sẽ thành đầu cây thương hồi lại. Thì lúc đó Đinh Văn Nơi dính trọn, mà Tô Lâm thì không sao cả. Đấy là chữ nếu, mà nếu của tương lai thì vẫn có thể xảy ra. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi chỉ là tỉnh ủy viên. Thường thì tướng võ chỉ giỏi đánh đấm, còn trên bàn cờ chính trị các tướng võ như những anh khờ vậy. Trần Đại Quang là một ví dụ rất rõ rệt, còn Tô Lâm thì không tự bước ra khỏi tổ kén của Bộ Công an. Đinh Văn Nơi chỉ đơn giản là công cụ, chưa là người chơi cờ trên bàn cờ chính trị, mà trong đó toàn là cá mập dữ trong Bộ Chính trị. Chỉ thị 15 là chỉ thị của Bộ Chính trị, đến ông Tô Lâm còn ngại đạp lên nó, nhưng Đinh Văn Nơi thì không ngán ngại. Thành tích của Đinh Văn Nơi sẽ rất chói lọi, tuy nhiên bài học của tướng Nguyễn Việt Thành, người phá vụ án Năm Can lừng danh, vẫn là bài học rất sâu sắc. Ông nổi tiếng cỡ nào cũng chỉ là công cụ cho tầng trên, và sau đó ông phải về vườn trong sự chua xót. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Cá con Đinh Văn Nơi vơn cung đám cá mập dữ, hăng quá thì ngã như người say.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng chém gió, ló ra bạch tuộc triệu vòi. Được chọn cho chức chủ tịch nước khi mới chỉ 53 tuổi, ông Võ Văn Thưởng sẽ là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, Võ Văn Thưởng chủ yếu là thực hiện các công việc mang tính nghi thức. Đi công du nước ngoài và tiếp khách quốc tế, ký khen tặng hoặc ký thăng quân hàm theo lời đề nghị của phía công an, học hoặc quân đội. Ông Võ Văn Thưởng có 5 năm làm trưởng ban tuyên giáo trung ương. Công việc của ông Thưởng khi đó nói theo đúng nghĩa là chăn dắt báo chí. Nếu thông tin bất lợi thì cấm, còn thiếu những thông tin có lợi thì chỉ đạo báo chí viết bài tô hồng cho chế độ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Chế độ này cho rằng làm tuyên giáo là phải biết nghe nói xuôi lẫn nói ngược. Tuy nhiên thực tế thì tuyên giáo không bao giờ chịu nghe nói ngược. Nếu tuyên giáo mà chịu nghe nói ngược thì Thời báo .de đã không bị tấn công liên tục với những cách hèn hạ nhất. Họ dùng lực lượng phá hoại, chuyên tấn công, tin tặc và vẹp dây tờ và dùng đội ngũ 47 được nuôi bằng tiền của dân để liên tục phá hoại kênh Thời báo .de. Thực tế, làm tuyên giáo là nói xuôi lẫn nói ngược đều phải thật thành thạo để bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi giá, dù cho họ có sai đến đâu. Vì thế mà ở Việt Nam, đa phần người dân vẫn đói thông tin, trung thực mà ngập tràn những thông tin dối trá do ban tuyên giáo nặn ra. Mới đây, ông Võ Văn Thưởng lại lên báo tung ra những lời nói mị dân để du ngủ xã hội. Ông Võ Văn Thưởng nói rằng, ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác. Ý của ông Võ Văn Thưởng là, đảng ngoài chăm lo cho lợi ích của dân thì không chăm lo cho lợi ích nào khác cả. Vậy thì người dân có thể đặt câu hỏi, đảng chỉ chăm lo lợi ích cho dân, không chăm lo lợi ích cho mình, thì tại sao ông Tô Lâm cho con gái ông ta du học ở Anh mỗi năm hết hàng trăm ngàn đô la? Sao ông Tô Lâm không để số tiền đó phục vụ nhân dân đây? Và ông ta lấy tiền đó ở đâu ra khi lương ông ta không thể đủ? Đây là hình ảnh ông Thưởng chém gió trên trang thông tin của chính phủ. Hay mới đây, người ta phát hiện con gái ông Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng đi du học tại Mỹ với chi phí tới hàng trăm ngàn đô la cho mỗi năm. Tại sao ông Vương Đình Huệ không dùng tiền đó lo cho dân? Hay như ông Nguyễn Tấn Dũng cho ba đứa con của ông đi qua Âu Mỹ du học. Đảng chăm lo cho hạt giống đỏ, còn người dân bị mắc kẹt tại xứ người trong đại dịch. Thì đảng cho chấn lột không thương tiếc. Như vậy, đảng đã làm ngược lại những gì mà họ vẫn nói. Có một thực tế rất rõ ràng là những hạt giống đỏ được đi du học là bởi tiền của dân chứ không phải tiền của ai khác. Vậy thì đảng lo cho dân, tại sao đảng lại bòn rút tiền của dân để cho những hạt giống đỏ được hưởng như vậy? Vậy câu hỏi nói, ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác, phải thấu hiểu như thế nào thì mới đúng đây? Phải chăng nên hiểu rằng, ngoài quyền lợi của dân bị đảng tước đoạt thì đảng không tước đoạt của ai khác? Sự thật rất rõ ràng là người dân đã nai lưng ra làm lụng vất vả để đảng đánh thuế và nhờ tiền từ thuế của dân, quan chức đã xả xẻo từ túi riêng. Cuối cùng, quyền lợi của nhân dân thì chui vào túi đảng, rồi sau đó rót vào túi quan tham của quan chức khắp nơi từ Bắc đến Nam. Đây là hình ảnh một hạt giống đỏ du học bằng tiền dân đen. Với bộ máy tham ô rộng khắp như hiện nay, có thể nói ví đảng như con bạch tuộc triệu vòi. Những vòi đó sẽ thọc vào cơ thể từng người dân một, hút cạn sinh khí, và đó là cơ chế hiện nay. Người dân dưới chế độ này bị tước đoạt đủ thứ, doanh nghiệp chân chính bị những quan tham hạch sách làm đòi luật, làm luật chung chi, từ đó nó làm cho các doanh nghiệp Việt rất eo uột, khó phát triển. Nền kinh tế Việt Nam dù được tô hồng bằng những con số tăng trưởng cao, nhưng cuối cùng đời sống người dân thì lại không tương xứng. Nó đi ngược lại hoàn toàn những gì mà đảng vẫn rêu rao. Ông Võ Văn Thưởng lên chức thường trực ban bí thư, ông đã dùng chiêu này chém gió mị dân. Ông đã làm thời còn là trưởng ban tuyên giáo. Sắp tới đây, ông Võ Văn Thưởng có thể sẽ là một ông chủ tịch nước chuyên đi ba hoa khoác lác mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin
Võ Văn Thưởng chém gió ló ra Bạch Tuộc Triệu Vòi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de